Xin chào quý vị các bạn. Trên hình bạn thể thấy đây là phần chân sạc của điện thoại Vsmart Active 1 được thiết kế dưới dạng Type-C hoàn toàn mới, đang có mặt tại didao.com.vn. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần chân sạc của điện thoại Vsmart Active 1 không sạc được pin, sạc chập chờn được lúc không, cần một địa chỉ thay mới chân sạc cho điện thoại Vsmart Active 1. Quý vị các bạn vui lòng mang máy qua các địa chỉ của didao.com.vn. Chúng tôi có sẵn tất cả linh kiện trên Vsmart Active 1 thay mới với các bạn chỉ cần cầm máy qua các địa chỉ của didao.com.vn, chúng tôi tiến hành thay mới chân sạc, sửa lỗi hỏng chân sạc pin cho điện thoại Vsmart Active 1 cho quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn, quý vị các bạn vui lòng liên hệ 024 66 75099, kỹ thuật viên từ didao.com.vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể quý vị các bạn nhanh chóng, an toàn và tiện lợi. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video tại didao.com.vn.